Xây dựng profile cá nhân, bán hàng là quá trình bạn đi xây dựng thương hiệu cá nhân, tạo dựng niềm tin, lượng khách hàng trung thành. Một câu hỏi đặt ra là nếu ngày mai bạn bán hàng, bạn sẽ làm gì? Cửa hàng, nhà kho, nhân viên. Quá nhiều thứ để bạn có thể chuẩn bị ngay lập tức. Vậy, trong thời gian đó, sao không thử tận dụng phương thức bán hàng qua trang cá nhân Facebook? Không phải ngành nghề nào cũng có thể làm thương hiệu cá nhân và không phải ai cũng có thể làm thương hiệu cá nhân thành công. Nhưng nếu định hướng và có phương pháp phù hợp, profile Facebook sẽ là một kênh marketing và bán hàng hiệu quả cho sản phẩm và thương hiệu của bạn. Tại sao phải xây dựng profile cá nhân bán hàng? Như chúng ta đã biết, Facebook là một mạng xã hội có lượng người dùng nhiều nhất trên thế giới. Profile là một trang cá nhân trên Facebook. Nếu ai biết khai thác, sử dụng tiện lợi và hiệu quả thì có thể hoàn toàn xây dựng được thương hiệu cá nhân của bản thân để thúc đẩy hiệu quả bán hàng cực kỳ tốt. Bạn có xây dựng profile cá nhân bằng việc sử dụng một hay nhiều tài khoản Facebook để bán hàng. Việc này sẽ giúp cho bạn tăng được độ nhận diện thương hiệu, đồng thời sẽ giúp bạn tạo được hiệu ứng đám đông để chứng minh cho khách hàng thấy được độ uy tín của sản phẩm bạn đang kinh doanh. Hơn nữa, khi bạn xây dựng một profile cá nhân chất lượng để quảng bá được sản phẩm của mình, thì bạn sẽ thu hút được một lượng khách hàng và khiến họ không chần chừ mà chốt đơn luôn cho bạn. Đơn giản, xu hướng người mua hàng online của người quen phát triển rất mạnh thay vì những quảng cáo hoa mỹ. Cần chuẩn bị gì để xây dựng một profile bán hàng chất lượng? Tạo 3 đến 4 tài khoản Facebook. Lấy thông tin chính chủ, có thể thay đổi tên Facebook như sau. Ví dụ, Nguyễn Văn A, Nguyễn A, A Nguyễn, Văn A. Điền đầy đủ thông tin Facebook tại phần giới thiệu. Có thể tạo thêm điểm nhấn cho Facebook bằng câu châm ngôn, cập nhật ảnh đại diện, ảnh bì, hình ảnh rõ nét. Hoặc có thể tự thiết kế ảnh bìa đơn giản, có thông tin liên hệ hoặc liên quan đến sản phẩm bạn kinh doanh. Các yếu tố trên sẽ giúp bạn xây dựng được cá tính riêng của Facebook. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Đây là một bước rất là quan trọng hàng đầu. Nếu mọi người cứ đi kết nối một cách vô tội vạ thì tỷ lệ chấp nhận đôi khi còn khó, chứ đừng nói tới là bán hàng. Ngoài ra thì chúng ta phải xác định được đúng môi trường của chúng ta, có lợi cho chúng ta, thì chúng ta mới có thể sáng tạo được nội dung phù hợp để tạo ấn tượng với khách hàng. Tìm thị trường, tìm kiếm các group liên quan, KOL liên quan, đối thủ của bạn. Nếu chạy quảng cáo thì nên phân tích sâu, còn bán hàng trang cá nhân thì có thể tìm theo tệp, theo cảm tính trước, dần sẽ hiểu tệp nào ngon và tệp nào không ngon. Dùng công cụ hỗ trợ, dùng Symbol OYD và Symbol Facebook Pro. Link tại dưới mô tả video. Quét OYD Facebook. Có tệp OYD thì lưu lại để giữ thông tin khách hàng. Hoàn thiện profile cá nhân Facebook trong công thức AIA. Yếu tố đầu tiên là Attention. Tạo sự chú ý với khách hàng. Mọi người hãy tưởng tượng đến những cung bậc cảm xúc mà khách hàng đã trải qua khi nhận lời mời kết bạn của mình. Ví dụ, nhận lời mời kết bạn avatar như đa cấp lừa đảo, có thể là bỏ qua không kết bạn. Avatar và tên ổn thì sẽ click vào xem thông tin. Trang cá nhân. Cover thông tin là nhân viên bán hàng. Thông tin ổn nhưng đọc bài viết đầu tiên là bài viết bán hàng thì người ta sẽ nét đi. Như vậy, bạn có thể thấy các thông tin trên profile có mức độ quan trọng như thế nào khi bạn tiếp xúc với một người mới trên mạng xã hội. Nếu đã đọc qua những nội dung trên, bạn sẽ thấy mình không bán hàng là đúng, vì bạn có tạo được sự chú ý cho khách hàng đâu. Hãy thử xem qua ví dụ dưới đây để biết nên tạo sự chú ý như thế nào với kiểu người mà mình định vị. Định vị là người sale bất động sản kiểu hỗ trợ, là tạo chú ý bằng cách post bài phân tích nhận định cá nhân về một dự án bất động sản vào group đầu tư, quay video hướng dẫn hoặc live stream hướng dẫn
viết một bài viết về quy trình tư vấn bất động sản mà mình tâm đắc, post lên tường nhà, bay group. Có một group kín hỗ trợ đầu tư, tư vấn dành cho bất kỳ ai show các thành quả của mình, quay video, livestream thực địa một căn hộ và một tòa nhà nào đó. Đây chính là sự khác biệt so với một người bán bất động sản thông thường. Bạn trở thành một người có tâm, có tầm, có kiến thức và kinh nghiệm trong ngành chứ không còn là một nhân viên sale nữa. Đặc biệt là phải viết content từ tâm để truyền tải thông tin và tạo ra được giá trị thực cho khách hàng mới là vấn đề quan trọng. Content viết từ tâm sẽ viết cho người khác chú ý và đem lại tỷ lệ chuyển đổi cao. Hãy nhớ keyword này và ứng dụng nó vào công việc để viết content của mình. Kết nối với khách hàng. Việc kết bạn cũng tính là kết nối, nhưng thực ra nó chỉ chiếm 1% mà thôi. Việc kết nối tiếp theo mới là quan trọng vì sẽ quyết định người ta có trở thành fan hay là mua sản phẩm của mình hay không. Các loại content bạn nên dùng. Content kích thích like. Content kích thích comment. Content kích thích share. Content kích thích tương tác hai chiều. Content kích thích một hành động nào đó. Mọi hành động của con người đều có nguyên nhân. Có lửa mới có khói. Các hành vi của con người trên Facebook đều có thể định hướng được nếu như bạn hiểu rõ hành vi, tâm lý của người dùng. Kết nối ở đây không chỉ là chúng ta đi kết nối với người ta vì mình đi nhắn tin cho người ta trước, chắc chắn người ta sẽ có một trạng thái đề phòng. Thay vì thế, người ta tự nhắn tin, tự tìm đến mình thì tỷ lệ chốt đơn sẽ cao hơn rất nhiều. Nguyên nhân phát sinh hành vi trên Facebook. Like là một thói quen của người dùng Facebook. Họ chỉ cần đi ngang qua, thấy ảnh đẹp, tiêu đề hay là like trước cái đã. Hình ảnh đẹp. Màu sắc hài hòa. Có chữ trong hình ảnh. Chữ phải nổi bật vấn đề. Tiêu đề phải cực kỳ thú vị. Có những dòng chấm 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 dưới tiêu đề để kích thích người dùng. Ngoài ra, yếu tố chết từ việc đăng bài liên tục có fans giúp cho chúng ta tăng like bài viết. Càng viết nhiều, viết hay dần đều lên thì like cũng sẽ tăng theo. Hành động comment. Comment và share mới là yếu tố quan trọng nhất để bài viết đạt tiếp cận hơn tới nhiều người. Cứ thêm một người comment, bài viết của bạn sẽ được Facebook cho hiển thị tới vài chục người mới. Cảm ơn bài viết vì bài viết hay. Chia sẻ quan điểm cá nhân về chủ đề bài viết. Trả lời câu hỏi, cãi nhau với chủ tweet. Chê bai. Thấy có hình bóng mình trong đó. Cảm thấy nể người viết. Comment để xin tài liệu. Comment để được nhận quà. Và nhiều lý do khác nữa. Mỗi chủ đề, mỗi ngách lại có thêm một vài lý do khác nhau và bạn cần đọc hàng trăm comment trong bài viết rồi nghiệm sẽ hiểu. Sau khi hiểu rồi, bạn sẽ biết mình nên thêm các yếu tố như thế nào trong bài viết để thu hút comment. Hành động share. Share rất quan trọng trong việc giúp bài viết của chúng ta viral. Để một người share một bài viết thì điều đó khá là khó. Một vài lý do để họ share bài viết. Share một mình tôi để đọc lại vì quá bận. Share một mình tôi để đọc lại vì quá dài. Share về để sở hữu vì bài viết chứa quá nhiều thông tin. Share để chửi. Share vì quá tâm đắc. Share vì nội dung dễ thương hay ho. Share vì nói hộ nỗi lòng. Tương tác hai chiều. Sau khi chúng ta kích thích được người dùng like và comment nhiều rồi, quan trọng tiếp theo là phải có sự tương tác hai chiều và tương tác một một. Có hai vấn đề quan trọng cần lưu ý. Nếu trả lời comment ở những bài tương tác một chiều, ví dụ như xin tài liệu cảm ơn, nên inbox gửi tài liệu hoặc inbox tư vấn, tạo ra nhiều inbox từ những bài viết tương tác một chiều.
tương tác 1-1 là bí kíp siêu cấp để tạo niềm tin và tạo uy tín và bán được hàng. Với những ai muốn bán hàng profile phải nhớ rằng bắt buộc phải tạo ra càng nhiều cuộc tương tác 1-1 càng tốt. Các dạng content tương tác hai chiều, các bài viết dạng đặt câu hỏi. Ví dụ, thường thường mình hay bị mất tập trung khi viết. Mọi người khi gặp trường hợp này sẽ làm gì nhỉ? Các dạng bài viết sơ quan điểm cá nhân. Ví dụ, theo mình thì vấn đề này phải như này này, như này như này. Các bài viết kêu gọi comment. Ví dụ, cuối tuần này rảnh quá, có bạn nào muốn hỏi gì về kinh doanh hay content không? Đặt câu hỏi mình trả lời nè. Các bài viết dạng than thở, tâm sự. Các dạng bài viết sâu thành quả, cột mốc. Các bài viết giới thiệu mình là ai, mình bán gì. Càng nghĩ ra nhiều dạng bài viết giúp tương tác hai chiều thì bạn càng có nhiều khách hàng tiềm năng. Vì chỉ có khách hàng tiềm năng thì họ mới chịu tương tác. Chẳng ai rảnh đâu mà phải ngồi chat. Tạo uy tín với khách hàng. Các dạng bài viết tăng uy tín. Chụp hình đội ngũ. Chứng tỏ mình làm cho một công ty uy tín. Chụp hình quy trình sản xuất. Chứng tỏ sản phẩm của mình là thật. Sống ảo với không gian trong mơ. Chứng tỏ mình giàu. Chụp ảnh sản phẩm gửi đi mỗi ngày. Chứng tỏ mình đắt hàng. Và đặc biệt là chúng ta nên đi tương tác với mọi người, gợi nhắc để người ta biết đến sự xuất hiện của mình nhiều hơn. Nếu bạn quá bận rộn với công việc và không có nhiều thời gian để lướt Facebook tương tác thì bạn hãy tham khảo qua công cụ Simple Facebook Pro sẽ giúp bạn công việc này. Đăng bài bán hàng theo một khoảng thời gian thông thường là 1 đến 2 tuần, các bài bạn viết sẽ đạt độ ngắm nhất định. Chúng ta sẽ thấy các bài viết dần nhiều like hơn, comment càng lúc càng nhiều và tới thời điểm chín mùi chúng ta sẽ đăng bài viết bán hàng. Ví dụ, bán giày thì sản phẩm dùng thử là gì? Catalog giày, file PDF, cách phối màu cho giày, ebook cẩm nang chọn giày, giặt giày miễn phí, tặng free dây buộc giày, mã giảm giá virtual, đánh bóng giày miễn phí, mua mới đổi cũ, hỗ trợ chi phí cho sinh viên, ủng hộ giày cho người nghèo, tặng 100 đôi dép Lào. Các sản phẩm phần mềm thì sao? Kích hoạt dùng thử, hỗ trợ đổi qua phần mềm khác, khuyến mãi, tài liệu. Hãy cho khách hàng của bạn được dùng thử. Càng nhiều người dùng thử mỗi tuần, mỗi tháng sẽ phát sinh được đơn hàng tự động. Qua các bài viết hàng ngày, các bài viết bán hàng, họ sẽ tự chủ động comment nhắn tin với chúng ta, hoặc chúng ta chủ động inbox cho họ qua comment nữa càng tốt. Giá trị bạn nhận lại. Khách hàng sẽ liên hệ khi họ có nhu cầu. Họ sẽ giới thiệu bạn bè họ khi có nhu cầu. Họ sẽ trở thành fan, tương tác nhiều hơn với chúng ta. Khi họ hài lòng với sản phẩm và cảm thấy chất lượng tuyệt vời, thì họ sẽ rủ cả công ty họ mua. Chưa hết, những người đồng ý dùng thử còn sẽ giúp chúng ta có thêm nhiều traffic cho website. Có thêm lượng like, share, comment theo thời gian. Có thêm một người tin tưởng, tạo niềm tin, động lực để bán hàng. Giá mặt giày với khách hàng. Mặt giày cũng là một nghệ thuật. Bước cuối cùng này muốn làm được thì phải bán được hàng. Thì mới gọi là quy trình chuẩn. Phải tạo ra kết quả thì nó mới đúng với những gì mà chúng ta làm. Mà để bán được hàng thì chúng ta còn phải mặt giày, dám mở miệng với khách hàng. Lý do chúng ta làm chưa đúng, làm fail là gì? Một số lý do sau đây bạn tham khảo. Không tự tin về sản phẩm. Không biết rõ các kết quả mà sản phẩm đem lại cho khách hàng. Chúng ta chưa thực sự dùng sản phẩm. Không bán được nhiều dẫn đến mất tự tin. Bị phản hồi xấu nhiều nhưng chưa biết cách khắc phục.
chỉ tập trung bán hàng mà không tạo ra giá trị. Thiếu kiến thức trong ngành, giao tiếp với khách hàng thiếu tự tin. Không tin vào nội lực bản thân có thể giúp khách hàng. Thật ra, với một người bán hàng, mấy sản phẩm như quần áo, thời trang, mỹ phẩm, vật dụng hàng ngày thì cũng chẳng cần nghĩ nhiều vậy đâu. Quan trọng là mình phải tự tin vào bản thân. Mọi người thấy những điều nào khiến mình mất tự tin thì nên sửa lại. Sau khi sửa lại xong, đủ tự tin chúng ta sẽ dám mặt dày kêu gọi khách hàng mua hàng. Lời khuyên cho bạn, sell yourself. Tạo uy tín bản thân, tăng giá trị bản thân mình trước. Mình phải giúp được cho khách hàng bằng nội lực, kiến thức bản thân. Sell your service. Mình phải luôn nhiệt tình với khách hàng, luôn nghĩ xem những điều mình đang làm có giúp khách hàng thành công hay không. Confident, tự tin bản thân, dám mở miệng mời khách hàng mua hàng là mấu chốt cuối cùng của việc bán hàng qua profile. Sell your product. Và cuối cùng mới là việc bán sản phẩm của bạn. Phần kết, việc xây dựng profile cá nhân bán hàng trên Facebook hiệu quả, độc đáo sẽ giúp bạn nhận được rất nhiều uy tín trong việc kinh doanh. Tuy nhiên bạn cần phải trang bị thêm một số kiến thức về Facebook để xây dựng profile hiệu quả. Hy vọng rằng video này sẽ hữu ích cho bạn. Nếu bạn có thắc mắc gì, hãy comment phía dưới. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để mình có động lực ra những video tiếp theo.